Xin chào tất cả các bạn, mà mình là Triệu Phú TV và chào tất cả các bạn đang xem clip và theo dõi kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một clip về video về về điện thoại. Đây. Hôm nay thì mình có tái chế lại một con Oppo. Oppo đó, Oppo của con Neo 9, con A37. Và hôm nay mình mua đây các thứ, biết mình mua thứ ve chai đây. Đấy, các bạn nhiều lắm. Các bạn xem nhé. Đây này. Đây là Oppo con này Neo 9 mình mua lại của Đồng Nát đấy. Các mình thì mình quen nhiều các cô Đồng Nát ve chai lắm. Cô hay đến bán. Đây, rất nhiều máy đập. Rất nhiều máy đập. Đấy. Tường sổ này, mên màn. Đây. Mên Oppo đây, toàn mên hỏng. Đồ có như là không thiếu một cái gì, mình sẽ bỏ hết các cái vỏ, đống vỏ ra ngoài. Đây, đồ. Này, đây là cam. Camera mình đã lượm cho một túi để cẩn thận. Mình để vào túi bóng này là mình tại biết các biết tại sao để mình để vào bóng không? Mình để vào túi bóng thì các bạn nhớ là các bạn để túi bóng này là mình để vào túi bóng để tránh cam đỡ mờ đỡ bụi, nên mình sẽ để cẩn thận vào túi bóng. Để vào đây. Và đây mình vừa có đi mua về chiều nay. Hôm nay là ngày và bây giờ là 10 giờ, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Và hôm nay mình có đi mua một quả pin này. Với giá con này, pin con này chỉ hơn 100.000 các bạn nhé. Pin Oppo A37 này. Và đây là mình cũng đặt mua ở trên mạng này. Đây là một bộ màn này. A37. Màn đã có khung sẵn. Và đã có cả cụm loa như này sẵn. Mình mua của anh em, chắc là anh em mobile này. Anh em mobile. Người ta đã bán như này cho mình. Với giá cũng chỉ hơn 300.000 các bạn nhé. Gì? Và đây mình có một cái, đây là cái này là xương này. Và đây là loa ngoài. Đây là cáp volume lên xuống và đây là cáp nguồn. Mình đang tìm cái loa, mình chưa thấy cái loa đâu. Đây rồi, mình sẽ cạy cái loa đây rồi. Còn đây là vỏ sau của Oppo A7. Nhưng mà vỏ này thì mình đang thấy cũ rồi. Mình hôm nay thì mình quên mất, mình chưa mua cái vỏ sau như này. Một cái vỏ sau như này cũng chỉ với hơn 100.000 đấy các bạn nhé. Nếu các bạn đi thay chắc cũng hơn 100.000. Mình đi mua thì nó sẽ về tự làm thì sẽ rẻ hơn các bạn. Đây, một cái vỏ cũ như này. Mình muốn tái chế máy lên mới thì mình sẽ làm đẹp cho bạn xem. Và đây mình sẽ giới thiệu qua đâu. Đây là tổng quát qua một cái main của con Oppo A37. Đây ạ. Đây, phần ổ sim này. Các phần chip chiếc này, mắt cảm biến này. Đây nhá. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp và phục hồi cái con Oppo A37 cho các bạn xem. Đây ạ. Đầu tiên mình sẽ tìm đến hai cam. Một cam trước và một cam sau. Cam nào còn nét còn dùng ok mình sẽ lắp vào máy. Đây mình thấy cái này ok ạ. Cái này ok mình sẽ lắp, mình bỏ riêng ra. Và mình thấy cái này ok. Mình sẽ bỏ ra. Và mình sẽ cho cái đồng thừa lại, mình sẽ là túi. Đây là đầu tiên mình sẽ lắp cam trước. Đây là cam trước của con Oppo A7 nhé các bạn nhé. Cam trước. Mình tính từ 10 giờ mình sẽ lắp đến các bạn xem là con này bao nhiêu phút nhé các bạn. Đây, mình lắp cam trước và mình sẽ lắp cam sau. Cam sau mình vào main mình sẽ lắp. Và mình sẽ lắp cái main này vào cái con Oppo này, mình sẽ luôn cái cáp sạc đây. Đây là cáp chân sạc.
luồn cắt ra và mình sẽ luồn lên, sẽ luồn qua mình sẽ... và mình thiếu cái loa, còn đang mình đang thiếu mất cái loa, mình sẽ lấy cái loa từ con máy này nhé, con xác con điện thoại này để mình cậy sang. Mình thì mình hay mua đồ của ve chai của đồng nát, mình tận dụng lại. Tái chế và mình sẽ tái chế và sử dụng lại để cho đỡ lãng phí, tiết kiệm ấy mà. Lắp cái loa này sang cái máy của mình. Đây, mình sẽ lắp cái loa này sang lên đây. Ok, và mình sẽ lắp cái gắn cái bên này vào, mình bỏ cái này ra. Mình sẽ gắn cái bên này vào. Và mình sẽ lắp cái cáp. Đây là các cảm ứng, đây là cáp ứng nhé, và đây là cáp hiển thị này, màn hình này. Mình sẽ lắp camera sau. Đây camera sau. Và mình sẽ gắn, tiếp tục là mình sẽ gắn một quả pin vào. Để mình test xem là cái màn nó lên ok chưa. Màn mình mua về nó có ngon không? Và mình sẽ khởi động nguồn lên các bạn nhé. Đây. Vâng, và chiếc Oppo mình đã đang khởi động lên rồi. Đấy, nhìn thực tế tổng quan một chiếc điện thoại thì mình cũng không thấy có một cái gì nhiều chi tiết, là mỗi cái mebo main này và các cái loa cũng loa. Nhưng mà trong cái main này thì các bạn nhiều chi tiết khó lắm. Đấy, và mình đã khởi động lên chiếc Oppo, mình sẽ vuốt thử. Ui, đấy. Và mình sẽ phần cài đặt, mình sẽ phần giới thiệu điện thoại. Đây ạ, các bạn nhớ nhìn này, Oppo A7. Đấy, con này còn RAM 2GB. Và mình sẽ thoát ra, mình sẽ tắt phần cam sau này. Đấy, ok. Và mình sẽ test phần cam trước. Ok. Rồi, mình sẽ thoát ra. Và mình sẽ giờ là tiếp tục mình sẽ vặn ốc vào. Mình tạm thời bỏ pin ra. À thôi, mình cứ để lắp pin ra cho nó dễ. Mình bây giờ đến lượt mình sẽ vặn ốc vào để gia cố lại chiếc main này cho chắc mấy cái xương của mình nhé. Còn đây là cái cáp anten này. Đây là anten này, anten sóng. Các bạn nhớ là các bạn là mình sẽ gắn vào. Không quên cái này là sẽ mất sóng, mày thành máy mất sóng. Cực kỳ quan trọng một điện thoại. Và đây mình sẽ tìm một cái nào mà còn đẹp mới. Đây. Cái này lồng này là lồng bảo vệ camera để tránh bụi. Mình sẽ gắn vào đây. Đây, mình sẽ gắn vào đây. Đây, mình sẽ gắn vào đây. Và mình sẽ nhặt các con ốc. Mình sẽ nhặt các con ốc mà mình ở cái đồng bãi rác nhà mình sẽ vít vào. Nhưng mà không phải là con ốc nào mà cũng vít vào được các cái main này đâu. Các bạn phải, nói chung thứ nhất là đúng chủng loại, và thứ hai là các bạn làm quen rồi thì các bạn vặn đúng cái con ốc để cho mình thì chuẩn hơn nhé. Đây là cái lồng này, là cái lồng kẹp pin với chân collect màn hình. Mình sẽ gắn vào đây. Và mình sẽ tìm hai con ốc, mình sẽ vít vào. Các bạn lưu ý cho mình, không phải là có con ốc nào có thể vặn vào đây được các bạn nhé. To quá không được, mà nhỏ quá không vừa, là phải đúng đủ tiêu chuẩn. Bởi ốc này thì mình cảm giác là không được chuẩn được lắm.
nên mình sẽ tìm được ốc chuẩn hơn. Phần như ốc chuẩn sẽ ảnh hưởng đến main chất lượng của máy. Mình sẽ đóng vào cái chai nhà mình những ốc cần thiết. Vâng, và như vậy mình đã vặn đủ hết lồng ốc cho một chiếc con Oppo A7 này. Và mình sẽ lấy tạm cái nắp. Bất cứ kỳ nào. Đây mình sẽ lấy tạm nắp màu hồng này. Để mình nắp vào đây các bạn, mình sẽ nắp vào nhé. Nắp vào mình sẽ test thử tính năng nghe gọi đến như loa mic các kiểu. Và mình sẽ kiếm một cái khay sim. Nhưng mà khay sim của nhà mình thì đang bị hết. Mấy khay sim thì mình sẽ lấy tạm một khay sim của con này. Khay sim của con A57 hình như mình nghĩ là vừa hay sao. Mình sẽ đút vào thử xem này. Vừa nha các bạn nhé. Con A57 với con này là vừa nhau. Gắn sim này. Vâng, và máy đã lên xong, mình sẽ kích vào gọi. Đây nha, mình sẽ kích vào 900. Ôi, lắp sim vào sẽ khởi động lại máy. Nên là các bạn cố chờ giúp mình nhé. Oppo đúng là như một con rùa bò. Và mình sẽ gọi 900. Vâng, và loa trong đã nghe ok ngon. Nạp tiền, quý khách vui lòng bấm loa ngoài một. Ngon. Để kiểm tra tài khoản. Và mình sẽ kiểm tra tài khoản thử xem nào. Vâng, tài khoản là 435 và là đang là 0 đồng. Tôi biết. Mình sẽ kích vào đây. Mình sẽ tự kết nối, mình tự kết nối wifi, wifi đây ạ. Rất nhiều wifi, wifi thì ok nha các bạn nhé. Đây, và vâng, và mình đã mình sẽ test cảm ứng qua quạt cảm ứng. Xem là màn còn. Ok nhé. Đây, vâng, và mình đã phục hồi lại chiếc con Oppo A7 ok. Đây nhé, chân sạc của nó đây. Và chúc các bạn thành công. Và các bạn nhớ đăng ký. Các bạn theo dõi kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ cho mình một like nhé. Và xin chào tất cả các bạn.